mới sáng tác nửa này á. Đang còn live stream hả? Hello. Kinh nghiệm đã chiếu xuân trần, còn đời anh như lấy người mẹ thuyền. Nhân sinh qua bao nhan tiền, luôn ngồi vây trái chuyện miền kiếp người. Nhờ duyên được hướng cơ trời, lại thêm sứ mạng đời dương gian. Rồi đây năm giữ gian gian, lo cho quốc thái dân an lâu dài, lo cho cơ đạo ngày mai, chúng sanh sẽ biết ơn ai đã truyền. Ấy là trời phạt linh thiêng, đang cơ mơ đợi khắp miền nước non. Kính thiêng mẹ chiếu cho con, số trời đã định đâu còn bao xa. Lo sao xây dựng nước nhà, lo cho ba tấm hoan ca cuộc đời. Kính thiêng đã chiếu xuân trần, còn lời hay như lấy nhiều tình mẹ khuyên. Nhân dân qua bao nhan tiền, luôn ngồi vây trái chuyện miền kiếp người. Nhờ duyên được hướng cơ trời, lại thêm sứ mạng đạo đời dương gian. Rồi đây năm giữ gian san, lo cho quốc thái dân an lâu dài, lo cho cơ đạo ngày mai, chúng sanh sẽ biết ơn ai đã truyền. Hay là trời phạt lên thiên, giang cơn mơ đợi khắp miền nước non. Kính thiêng mẹ chiếu cho con, dấu trời đã định đâu còn bao xa. Lo sao xây dựng nước nhà, lo cho ba tấm hoang ca cuộc đời. Thương con mẹ dạy mấy lần, rồi đây sẽ thôi cơ sao. Cái này đó, nếu mà ai chưa thuộc đó thì mở cái version này nó có tiếng đệm nào để mình nghe cái tiếng melody là ha. Còn cái kia đó, cái lần đầu tiên mà cách đây mấy ngày á là nó không có melody, cho nên ai thuộc lòng là dùng cái kia.
Bây giờ con cái hát xong rồi mình kể cái câu chuyện này. Xin một chuyện rồi sau cái này mình sẽ thực hiện. Kính thiên đã chiếu sáng trời, con ơi hãy thiên lẫn lời mẹ khuyên. Nhân sinh qua bao nhân đường, luân hồi với cha chuyện miền kia không người. Nhờ duyên được hướng cơ trời, lại thêm sức mạnh đạo đời dương gian. Rồi đây năm giữ gian sang, lo cho con thai giờ nan lâu dài. Lo cho cơ đạo ngày mai, chúng sanh sẽ biết ơn ai đã truyền. Ấy là trời Phật linh thiêng, giáng cơ mơ đạo khắp miền nước non. Kính thiêng mẹ chính cho con, số trời đã định đâu còn bao xa. Lo sao xây dựng nước nhà, lo cho ba tánh hoan ca cuộc đời. Chiếu xuống trần, con ơi hãy nhớ lấy lời mẹ khuyên. Nhân sinh qua bao nhãn tiền, luôn hồi mây cha truyền miền kia người. Nhờ duyên được hướng cơ trời, lại thêm sức mạnh đạo đời dương gian. Rồi đây năm giữ gian xa, lo cho con thai giờ năm lâu dài. Lo cho cơ đạo ngày mai, chúng sanh sẽ biết ơn ai đã truyền. Ấy là trời Phật linh thiêng, giáng cơ mơ đạo khắp miền nước non. Kính thiêng mẹ chính cho con, số trời đã định đâu còn bao xa. Lo sao xây dựng nước nhà, lo cho ba tâm hôn ca cuộc đời. Thương con mẹ dạy mấy lời, rồi đây sẽ ở thời cơ. Cay quá ha. Dạ. Quá hay, giơ tay.
Duy thì trong tình cờ cũng qua mấy cái sách văn kiện rồi tình cờ đọc được cái bài thơ này thì thấy nó có ý nghĩa và cái thông điệp rồi bài thơ này là của anh Kiệt, cho nên cảm thấy có cái gì nó đặc biệt và muốn xin phép anh Kiệt hỏi là muốn hỏi nhà bài thơ này làm đi thì kia đi thì một cái này một cái điều mà rất là con cảm thấy rất là ngạc nhiên đối với cái đời mà sáng tác nhạc của con thì từ từ mỗi bài nhạc con sáng tác đó nó khác phòng khoảng ít nhất cũng một vài tuần hoặc là một vài ngày mới xong một bài nhạc mới chế ra được cái melody này, nhưng mà cái bài này không biết sao con ngồi xuống con làm 15 phút. Làm nhưng mà đừng có mạnh quá nghe đó. Mẹ mình dạy vậy đó. Chưa làm phải cho nhưng mà nhẹ nhàng. Thế này cũng nhẹ nhàng lắm, slow lắm. Yes, it's slow lắm. Thì cái melody của cái bài này thì nó lạ hơn là cái dòng nhạc của Việt Nam mình chính gốc đó, cho nên chịu khó nghe mấy cái version mà không có cái điểm nhạc của đó, nghe cho nó quen hoặc là nghe cái version mà không hát đó, cho nên quen ở tai mà hát thì nó đúng cái đó thì nghe nó hay hơn, cho nên mà con mới làm thêm cái melody của nó. Để nói cái bài kinh thiên này á, nó là bài kinh á chứ không phải là thơ thường nữa, mà nó là một cái chiếu chỉ từ ở thiên đình trên trời để mà làm cho cái trái đất, cái quả địa cầu này sạch hết những cái trượt. Trượt có nghĩa là đủ thứ hết nghe. Bên cõi vô vi á, thì có mấy người nhập đồng, nhập sát tà cũng là trượt, cùng một lúc song song trên cái quả địa cầu mình, cùng một lúc giữa khối tự do và khối sao chủ nghĩa cũng đang đánh nhau, cũng là trượt về mặt hữu hình. Về mặt vô hình thì ma quỷ nó cũng đang chiến đấu để mà làm hại cho chết nhiều con dân trên trái đất này. Thì bài kính thiên này là một cái chiếu lĩnh. Thì khi mà lúc trước mà ngài Trần Hưng Đạo, ngài có đọc cái bài này cho Tấu Di Cha đó, là lấy cái bài này làm kim chỉ nam. Kim chỉ nam có nghĩa là những cái bài này á thì chỉ hiểu được phân nửa ý trong đó, và sau đó tất cả những vị thần thánh thì như Bồ Tát theo cái bài này để mà giúp cho cái trái đất này, giúp cho những người có chánh nghĩa, đem lại cái thắng lợi cho 8 tỷ người trên quả địa cầu này. Mình nhờ bài này nó ghê gớm lắm, chứ không phải là bài thường nữa. Nó ra được nhạc, bỏ được nhạc là mình quý rồi, nghe rồi cảm ơn nhạc sĩ quá giỏi. Mà có 15 phút hả? Cậu có nhiều cảm xúc khi em làm bài này, khi mà mấy vị đến á, cái tầng trường nó mạnh lắm, làm cho ông có cảm xúc, cho ông này thế có cảm xúc. Phụ nữ đẹp còn không có làm cho ông cảm xúc. Nhạc này sao mà cảm xúc. Cho em xin ý kiến chút được không? Lên đây mời ý kiến. Em nói ý kiến với anh Phong nè. Nói đi. Anh biết sao không? Em nghe cái bài này em thấy nổi da gà luôn á. Dạ, em nghe anh hát mà thật sự là nó đi vào cái máu, nó làm mình nổi da gà, giống như mình được thấm vào trong người của mình vậy á. Bây giờ em nghĩ là anh làm như vậy tụi em dễ phục bài đó. Vậy bây giờ cái thiên tâm kinh của tụi em á, anh về anh nghiên cứu, anh sáng tác nhạc cho tụi em hát luôn được không? Cái bữa sau tụi em chỉ hát thiên tâm kinh thôi chứ không có đọc kinh nữa. Anh thấy dễ hơn. Dạ đúng rồi, hát dạ nó vừa dễ nhớ. Cái này đó mà anh làm được á, anh nghĩ nhẹ nhẹ chứ đừng cứ kêu mạnh lắm, rất mạnh. Không, tìm nó cũng dễ vô cái nhập tâm cái đầu mình lắm. Nếu mà anh Phong nó nghĩ nó rap được á, em nghĩ chắc là người Mỹ người ta sẽ hát bài này nhiều lắm á, tại vì trong nhà thờ nó có khóa hát nhạc rap á. Nên là không, chế nhạc rap hay lắm. Dạ. Thì bây giờ em nghe cái bài này em rất là xúc động. Và em thấy mình nó hả, thật ra nói cái bài thiên kính thiên này á, nhiều người đọc lắm nhưng mà khó thuộc lắm, cứ mở sách ra phải đọc chứ không có thuộc, cho nên là cái ngày này em nghe được bài này chắc em về em hát em thuộc liền á. Có cái nữ á. Dạ. Sẽ áp lâu lên cái kênh thì hy vọng rằng tụi em có một cái cuốn kinh thiên tâm. Giờ anh Phong có thể giúp tụi em hát bài tụng được không, thay vì tụng bây giờ là hát luôn, cho em nghĩ chắc là vui lắm.
anh Phong nó hứa rồi. Dạ, em cảm ơn anh trước. Ông này đạo ông giáo đâu quý vị. Wow. Nhưng mà ông còn tính bay với mình đó là ông cũng có một chút xíu mà gì. Chứ ông đạo ông giáo đi nhà thờ mỗi tuần đó, đâu phải đạo Phật đâu. Nhưng mà ông hiểu được cái thiên tâm thì cũng là thượng đế, cũng là khúc giữa. Và ông cũng hiểu được là có nhân quả. Thì nhớ là được rồi. Đây, những người công giáo người ta không có nghĩ có linh hồn tái sanh. Vì thời luật dạng tái sanh cũng giống như mấy ngày Ramuche Tây Tạng gì đó. Chỉ có một cái là người Việt Nam mình không có hiểu. Thế mà cứ nghe Tây Tạng, mấy thầy Tây Tạng mà tái sanh là quản hồn lại lại mất trắng giống nãy mấy đứa con đấy á, đúng không? À con cái hổ cũng là tái sanh. Nhưng mà người mình đó thì coi thường người mình thôi. Hai sư phụ, con đây. Con chưa có về, con vô với con chào sư phụ là con chưa có về, chừng nào sư phụ về con mới về. Kính thiên ta chiếu suốt trần tự nhiên nhau đây. Ngồi ngồi im, đứa cậu nghe, đứa cậu nghe. Xin sư phụ nét quýt. Ok rồi, làm. Hay à, anh thấy đạo Phật hay không? Con lên đây nè. Anh thấy tại sao cái tay này đứng trên đầu anh đừng có nghĩ là sức vật luôn mà nó giúp tên da được nha đó anh để không được không được rồi được rồi bây giờ anh là đầu ông giáp anh đố anh tại sao hai cái cây này nó dính lên đầu này được dính lên tóc hả anh đừng có nói là đi bác sĩ Siri giặt cái da hóc ra nghe không có đâu nghe cũng không phải là sức vật luôn nữa. Đố anh tại sao làm được? Ông này là con giáo. Cái giá tóc nào chứ? Gắm vô. Không có cà. Ông dính vô trong cái sọ luôn á. Ừ. Mà ừ. Nó. Vậy mới hay chứ. Giờ anh đọc đi. Đây là. Đây là sự thật chứng minh cho anh biết. Đạo Phật có những cái gọi là siêu nhiên, quyền diệu. Khi con người của mình nha, khi mình đọc một cái loại kinh á, rồi với cái những vị thầy giỏi á, làm cái đại gia đầu anh tự động nứt ra gọi là nghi hoàng cung. Khi mở ra đó, thì anh sẽ thấy sau này khi mình chết thì mình cần cái này để mình sáng đường đi về trời. Nó có mấy cái đó, bên công giáo rồi có mấy vụ này. Bây giờ mình đi hỏi bên con giáp người ta cười lắm nó nhỏ đang cồn tự nhiên đi cắm cái nền đầu lấy sức bật luôn muốn làm mọi da đỏ hả đúng không nhưng mà người được cắm cái này không phải là đơn giản rất là khó không phải anh đi làm thử đây mấy người không giữ làm cái này gọi là phô hoa đó cắm vào tóc đệ tử hồi tiên của kiệt đó là đa số là người cắm cá là dính hết tại cái tâm của họ rất là trong sạch rất là người tốt cho nên cái nghi hoàng cung nó mở ra cắn mới được còn người mà không có đức tu tập rất là khó cắn và anh nghĩ bên ông giáo đâu có cắn nữa mấy ông cha đâu có làm được cái chuyện này nhưng mà khi mà anh rời hồn thì khỏi xác những người này là về trời chắc ăn luôn tức là mình lúc mình còn đang may thất bại được cắm cái này là for sure là mình có thể đi về trời được đi ngủ thì sao không thì mình chỉ để thôi nói về cắm hồi nãy thì mấy tiếng thôi chút phải ra mình thấy có nhiều á thấy lạ hơn bên kha quýt bên hồn giáo không mình mà có cái sự so sánh để tử kia là cái để đi học hết những cái gì hay thế gian học hết bữa nào phải lễ vô nhà thờ học mất không dễ qua bít tư căn học nữa con của ông trời không có ngán ai bất cứ đạo nào các con cũng có quyền tham khảo học hỏi mình là tránh đạo cha đạo nào cũng trên thế gian này cũng là thượng đế lập ra đúng không mình cần phải biết để mình học mình nổi để mình thấy cái hay cái dở ok bữa nay chơi á tự nhiên cái nhạc sĩ rồi mong anh làm cho một bài xin không còn bài kính thiên nữ này đứa nào hoa thiên lên đây ca bài kính thiên của nữ này liều bấm chờ đứa nào muốn ca bài kính thiên
Các bạn bà kính xem con nữ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
vì tương lai quốc dân đồn sông pha khói tên, làm sao cho núi sông từ nay luôn vững bề, trời vơi trên vương giáo phủ nước lấy mau đào đem bao nói dấu lúc hiên phái tần sai huy người công dòng lông vững bề tâm trí ngùng trang với chiến đấu làm cho thơm lời vang tiếng người nước nam cho đến muôn đời. Mong dân ơi mau lên làm dưới cờ, mong dân ơi mau làm cho tôi vợ có cờ tàn pha vẽ vàng nòi dâm sức dân dân nghiền năm dòng dòng là mờ. Ok, bữa nay mình thôi nha. Ok, bữa nay mình nhấn nha.